Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu thêm về một cái bộ lọc đó tên là Vanishing Point. Vanishing Point thì nó giúp cho chúng ta giải quyết các cái vấn đề liên quan tới việc chỉnh ghép ảnh vào trong một cái môi trường có tính chất phối cảnh. Bình thường ra chúng ta ghép các cái ảnh vào với nhau thì thường thường là chúng ta sẽ ghép ở trên một cái mặt phẳng không có tính chất phối cảnh. Đấy, hoặc là nhìn tương đối là thẳng, không chịu tác động gần xa to nhỏ. Tuy nhiên khi chúng ta gặp phải một cái trường hợp là trong bức ảnh đấy có chứa những cái yếu tố mà có tính chất phối cảnh thì rõ ràng là những cái thao tác thông thường chúng ta làm rất khó để mà xử lý được tốt ở trong môi trường đó. Ở trên màn hình của các bạn đang thấy thì chúng ta đang có một cái bức ảnh mà nó có cái tính chất phối cảnh. Đấy là cái sàn gỗ. Cái sàn này thì nếu mà chúng ta quan sát một cách bình thường hoặc là xét theo góc độ vật lý thì rõ ràng các cái thanh gỗ nó sẽ có cái thiết diện là bằng nhau. Đấy. Và nó đều là hình chữ nhật thẳng thớm cả. Tuy nhiên khi mà góc độ chụp của chúng ta có cái tính chất xa gần như thế này thì rõ ràng là nó đang chịu tác động của cái luật phối cảnh và nó sẽ có độ hút về phía xa. Những cái thành phần nào mà nằm gần chúng ta thì nó to, thành phần nào mà nằm xa chúng ta thì nó sẽ thót nhỏ lại. Và nếu như trong cái thao tác của chúng ta lại xuất hiện những cái nhu cầu, ví dụ như là tôi muốn loại bỏ một vài chi tiết nào đó nó đang nằm trên cái sàn gỗ này chẳng hạn, ví dụ như là cái cuộn dây kia hoặc là cái chổi cọ sàn chẳng hạn, tôi muốn loại bỏ nó đi thì rất rất là khó khăn so với lại một cái ảnh thông thường. Vì khi tôi loại bỏ nó đi, dù bất cứ công cụ nào thì nó cũng sẽ là cái thao tác sao chép lại vùng ảnh từ chỗ A đưa sang chỗ B. Nhưng mà rõ ràng thao tác đó không thể nào mà làm được ổn thỏa ở đây. Vì sao? Vì là cái nền của chúng ta nó có tính chất phối cảnh, cho nên cái độ lớn nhỏ của những cái mẫu thanh gỗ ở đây nó sẽ không đều nhau. Tôi lấy từ chỗ nọ đưa sang chỗ kia, lấy được về mặt thao tác nhưng nó lại không khớp được với nhau về cái độ hút xa của cái bức ảnh. Chúng ta cùng nhau quan sát thử xem nhé. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái công cụ Clone Stamp. Bây giờ tôi tăng cái kích thước của cái vùng ảnh lên, nhấn An chẳng hạn. Tôi đưa cái vùng điểm ảnh sao chép vào đây. Thì các bạn nhìn rất rõ rằng là ở cái điểm mà tôi muốn đưa vào đây để mà dập xóa thì tôi chỉ có thể chọn một khe nào đó thẳng hàng thôi. Nhưng cái khe còn lại thì nó sẽ lớn hơn so với lại cái độ hút của cái bức ảnh này. Và do đó nếu như tôi đưa vào đây, các bạn sẽ thấy rằng là có cái sự không trùng khớp. Đó. Tôi có thể là thử nghiệm một cái cách khác, đó là tôi tạo ra một cái vùng tròn bao xung quanh cái đối tượng mà muốn dập xóa này, và thông qua cái việc sử dụng một cái lệnh tô thông minh đó là Content Away, tôi muốn là nó lấy một cách thông minh những cái điểm xung quanh để đưa vào, thì kể cả trong trường hợp này kết quả đạt được của chúng ta cũng không được như ý, nó vẫn không thể nào mà khớp hoàn toàn vào với lại cái sự phối cảnh của cái nền gỗ này. Do đó thì những cái trường hợp như thế này thì chúng ta không thể làm theo cách thông thường được, mà chúng ta cần phải cầu viện tới cái bộ lọc có tên là Vanishing. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề đúng theo quy chuẩn của một cái sự hút không gian. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau. Vào trong menu filter, trong menu filter thì chúng ta gọi cái bộ lọc Vanishing Point. Khi chúng ta kích hoạt cái này lên thì cửa sổ Vanishing Point sẽ mở ra và hiện tại các bạn đang nhìn thấy một hệ lưới màu xanh được đặt ở trong cái bức ảnh này và nó được thiết lập đúng cái chiều hút song song với tất cả các cái khe gỗ mà chúng ta đang nhìn thấy ở ở trong cái bức ảnh. Và do cái lưới này đã được tạo và đặt trùng hợp với lại cái tính chất phối cảnh của bức ảnh, do đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Stamp Tool. Chúng ta lại lấy mẫu đó và chúng ta đưa nó vào đây.
tôi có thể tăng giảm cái kích thước nó lên, cái đầu công cụ lên, và đây kết quả. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà tôi lấy một cái mẫu nó và tôi đưa vào đây, rõ ràng là nó có cái sự ăn khớp. Vì sao? Vì là nó chịu ảnh hưởng của cái vadesing của cái lưới, và bắt đầu là chúng ta thấy là nó có cái sự ăn nhập theo cái hướng hút, hướng thu nhỏ của cái khe gỗ. Đấy. Và nếu mà chúng ta làm cho nó ổn thỏa hơn thì chúng ta có thể gia giảm các cái gia giảm những cái gì nhỉ, những cái độ mềm của biên, đúng không? Làm cho cái thao tác mà lấy mẫu này nó trở nên mềm mại hơn. Như thế này, chúng ta đã thấy là chúng ta dập xóa xong được một cái yếu tố là cái bàn chải cỏ sàn. Muốn làm tiếp cái đằng sau thì chúng ta lại lấy mẫu gần cái ống nước. Đó, cái ống nước. Chúng ta dập xóa tiếp. Bằng cách như thế này, chúng ta khá dễ dàng nhân bản và dập xóa được các chi tiết mà chúng ta không mong muốn trong một môi trường có tính chất phối cảnh. Sau khi làm xong, nhấp OK, cập nhật cái sự thay đổi này thì kết quả chúng ta đã dập xóa được, và các cái điểm mà chúng ta dập xóa nó tuân thủ theo quy tắc của cái phối cảnh, và nó không để lại những cái vết gờ hoặc là những cái không khớp ở trong cái quá trình mà chúng ta nhân bản, chúng ta sắp xếp các cái điểm ảnh bù vào đấy. Thế thì đây là một ví dụ đó, hoặc là một ví dụ khác, ví dụ như là khi mà tôi muốn ghép một cái ảnh nào đó vào trong một cái khung được treo trên tường chẳng hạn, mà lại chụp theo cái nguyên tắc là có phối cảnh, rõ ràng là nó cũng sẽ không đơn giản lắm. Tất nhiên là cái phối cảnh đó thì nó dễ hơn là cái bài mà chúng ta vừa làm này. Đấy, bởi vì chúng ta cũng có những cái làm biến dạng trong thao tác transform ấy. Thao tác transform thì chúng ta có những cái cách làm để cho nó chịu tác động của phối cảnh. Đây, chúng ta thử mở một cái ảnh ra nhé. Ví dụ các bạn quan sát, tôi có một cái bức tranh như thế này, đó, bức tranh như thế này thì rõ ràng là trong cái bức tranh này là cái khung đang đặt ở trên một cái không gian có tính chất phối cảnh, nghĩa là có đầu to đầu nhỏ, đó, đầu lớn đầu bé, chẳng hạn như thế này. Bây giờ tôi ghép một cảnh khác vào trong cái khung tranh này, đó. Tất nhiên là chúng ta có thể giải quyết được bằng cách rất là đơn giản, ví dụ copy này. Sau đó thì tôi có thể là dán vào đây. Sau khi tôi dán vào đây thì tôi có thể là sử dụng lệnh Ctrl T với phím Ctrl. Đấy. Ví dụ như là tôi sẽ tạo cho nó một cái sự biến dạng đi, phù hợp với lại cái khung. Ví dụ như thế này. Đấy. Làm kỹ hơn một chút thì chúng ta có thể là phóng lớn lên để chúng ta
co kéo nó thật chuẩn vào trong các cái khu vực. Thì cái cách làm như thế này có thể làm được đó. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta cần một cái sự bài trí mà phức tạp hơn một chút, không phải là một mặt phẳng nữa mà nhiều mặt phẳng, thì trong trường hợp này thì cái cách kéo bằng giữ phím Control hoặc là chúng ta sử dụng Edit và Transform với lại cái lệnh Perspective chẳng hạn, thì cái cách này nó chỉ làm trong một mặt phẳng đơn thôi nhé. Còn nếu mà đa mặt phẳng, những cái mặt phẳng mà liền nhau, ví dụ tôi đưa một cái thiết kế vào trong một cái khối hộp chẳng hạn, hoặc là tôi treo một cái poster mà nó lại bò qua hai cái mặt nhà, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không giải quyết được bằng các lệnh đơn giản đó. Ví dụ bây giờ chúng ta xem nhé, tôi và các bạn tìm thử một cái hình ảnh này. Bây giờ mình tìm một cái có tên là building đi. Đấy, ví dụ cái này để làm cái gì? Ví dụ như là khách hàng yêu cầu tôi là thiết kế cho họ một cái tấm biển quảng cáo rất là lớn, và họ sẽ treo ở trên một cái cao ốc chẳng hạn. Đấy. Một mặt nhà, ok, thì chúng ta có thể làm cách nào cũng được. Nhưng nếu như đây là một cái biển mà nó lại bao quanh hai mặt nhà chẳng hạn, thì chắc chắn là không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cái công cụ, tức là cái bộ lọc vanishing đó. Bây giờ tôi sẽ lấy thử một cái bức ảnh, sau đó thì chúng ta sẽ gắn thử cái một cái biển quảng cáo mà chạy qua hai mặt nhà vào đây nhé. Anh gì? Không, 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 không phải sàn nhà. Bây giờ chúng ta đang đây, ví dụ chúng ta lấy thử một cái nhà như thế này đi. Bây giờ tôi có một cái nhà như thế này, bây giờ nó có hai mặt phố đó, thay vì là một cái biển nằm ở trên một mặt này thì cái chuyện đó dễ rồi, nhưng tôi lại muốn nó lại có cái sự chạy bao xung quanh cơ. Đấy, một cái biển nó có thể bẻ gập lại và nó chạy theo cả hai mặt nhà luôn, ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta tìm tiếp một cái biển quảng cáo.
mà chưa tiên ở cái góc độ gọi là nó đang bị méo nhá, chúng ta dùng cái này để chúng ta ôn lại luôn. Vẽ này, bắt đầu điều chỉnh này. Sau khi làm xong cắt, chúng ta có được cái điểm nó lại vuông góc trở lại rồi nhá. Đó, bây giờ Ctrl A copy, nếu như tôi dán một cách bình thường vào đây thì nó sẽ nằm như thế này đó. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không làm như vậy, mà chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là vào trong filter, vào trong vanishing point. Bây giờ chúng ta phải lý giải được là cái lưới nó nằm ở đâu, nó tự nhiên sinh ra hay là như nào. Thực ra thì cái bài vừa rồi, cái bài mà có con chó ở trên cái sàn gỗ ấy, thì cái lưới đó là chúng ta đã tạo rồi, cho nên là nó đã có. Còn trong một cái ảnh mới bây giờ tôi muốn ghép thì rõ ràng lưới không thể tự nhiên sinh ra được, nó không thể biết được đâu là nhà, đâu là phối cảnh, cho nên cái việc mà tạo ra lưới là phải do chúng ta. Thế thì để làm cái này thì chúng ta sau khi mở cái hộp thoại vanishing thì chúng ta sẽ chọn cái nút lệnh là grid plane tool và bắt đầu vẽ chạy theo cái phối cảnh của cái nhà. Ở đây nó vướng cái hệ dầm treo rồi, cho nên chúng ta sẽ tính là nó cho từ tầng này thôi. Đó, đây ví dụ làm đến đây, các bạn bắt đầu nhìn thấy là chúng ta có cái lưới màu xanh được đặt vào đây. Đây là một mặt nhà đó. Bây giờ nếu mà tôi muốn là nó tạo ra thêm một cái mặt nữa thì tôi sẽ bấm vào đây, tôi kéo tiếp. Sau khi kéo xong đến đây thì tôi lại sử dụng cái công cụ, tôi sẽ kéo điều chỉnh cho cái mặt lưới này nó đi vào trong cái mặt nhà thứ hai. Bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ áp được một cái lưới vào trong những cái mặt phẳng của công trình mà chúng ta mong muốn. Và các bạn để ý rằng là nếu mà tôi kéo thì nó sẽ có những cái màu khác nhau. Ví dụ như này, các bạn nhìn thấy cái lưới màu đỏ có nghĩa là sai, nó cảnh báo là sai, không đúng cả cái quy tắc của phối cảnh. Đấy, rồi nếu mà chúng ta kéo xuống cho tới khi nào mà nó nhìn thấy màu xanh thì lúc đấy chúng ta có thể khẳng định rằng là ok, nó đã tuân thủ theo các cái quy tắc mà phối cảnh và có thể chấp nhận được. Thế sau khi có lưới rồi thì tôi mới thực hiện cái thao tác là Ctrl V, tôi dán cái bức ảnh vào đây. Hiện tại thì nó mới chỉ nằm vào trong cái cửa sổ này thôi, chứ nó chưa chui vào trong cái khung phối cảnh. Để thực hiện thì chúng ta sẽ phải kéo và thả nó vào trong này. Sau khi kéo thả vào trong thì nó sẽ tính toán và nó sẽ ép cái bức ảnh của chúng ta chui vào trong cái hệ lưới này. Lỗi, nào làm lại một tí nhé. Có thể tôi sẽ copy từ thu cái này lại một chút cho nó đỡ lớn. Rồi chúng ta sẽ làm nó luôn. Đây, copy. Bây giờ làm lại cái lưới này. Filter vanishing. Bấm một điểm, bấm hai điểm, 3 điểm, 4 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ co kéo cho tới khi nào mà nó
đạt được cái độ màu xanh. Đây, bây giờ thử nghiệm trước. Đó, bây giờ dán vào. Bây giờ là một mặt nhé. Tôi kéo thả này. Sau khi kéo thả vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chui vào trong này và nó tuân thủ theo các quy tắc phối cảnh. Nếu vẫn to, chúng ta có thể giữ Shift An, chúng ta co kéo cái điểm công bằng T, transform nó như thông thường. Đấy, Shift An để co kéo nó. Đây, và sau đến như thế này thì các bạn có thể là co duỗi, điều chỉnh tỷ lệ, đại loại làm sao cho nó nằm được vào trong cái phối cảnh này, ví dụ như thế. Đây thì chúng ta sẽ có cái biển nó nằm vào đây. Một mặt nhà thì đơn giản rồi đấy, vẽ lưới ra đưa nó vào. Ok, bây giờ tôi lặp lại cái thao tác như sau. Vào filter, vào vanishing point. Bây giờ thay vì việc là vẽ một mặt nhà, tôi có thể tạo ra một cái lưới mà phức tạp hơn. Nó bò qua hai mặt nhà luôn. Sau khi làm đến đây, tôi bấm thử kéo tiếp cái này. Sau khi kéo ra, chúng ta sẽ điều chỉnh nó. Và bây giờ chúng ta cũng lại làm theo cái thao tác vừa đấy, Ctrl V, dán cái bức ảnh vào đây. Sau đó thì tôi sẽ kéo thả nó vào trong cái mặt nhà này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ tự động làm sao đây ạ? Tự động bò theo hai cái mặt phối cảnh này. Và ví dụ thế, sau khi mà chúng ta đưa vào thì nó sẽ chạy theo luôn. Thì cái cách làm như thế này thì chúng ta chỉ có thể làm được bằng cái sự trợ giúp của cái công cụ filter vanishing thôi. Còn với những cái kiểu mà làm bằng transform thông thường với là sự trợ giúp của phím control hoặc là để chế độ cái perspective thì là nó sẽ chỉ giúp chúng ta giải quyết được bám vào một mặt nhà. Thì đây là cái bộ lọc tương đối là đặc biệt, cũng không phải là quá phức tạp. Nhưng mà trong một số trường hợp thì thiếu nó, chúng ta cũng rất khó để mà chúng ta thi công gắn một cái đối tượng nào đó, gắn một cái nội dung gì đó vào trong một cái môi trường mà có tính phối cảnh. Bây giờ các bạn có thể là thử nghiệm nhanh một chút cái này, sau đó thì tôi sẽ giới thiệu tiếp các phần còn lại.